Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh thử mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 5 chai nước hoa để đi bar và 5 chai nước hoa để đi club. Từ tới đầu tiên thì mình định làm một video riêng, thế nhưng mà suy đi tính lại thì mình cũng cảm thấy là không quá cần thiết, bởi vì biết làm sao mà chúng ta chọn cái mùi hương nó phù hợp với phong cách của chúng ta, hay vì một cái list 10 mùi hương mà cái phong cách của nó là lá nhau thì cũng không cần quá cần thiết. Do vậy mình sẽ gộp luôn cả bar và club vào một video này. Và nếu như các anh em đang cần tìm mua chiếc perfume thì mình rất hy vọng các anh em click đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, top những chai nước hoa dùng để đi bar và club. Ok, let's go. Đầu tiên đó là top mùi hương để đi bar. Nhắc đến không gian này, đó là không gian của âm nhạc, của rượu và rất rất nhiều người xung quanh ngồi quanh chúng ta. Thì cá nhân mình cho rằng chúng ta không cần thiết phải chọn những mùi hương quá mạnh, quá nồng nàn, mà đổ lại chúng ta cần phải chọn những cái mùi hương nó mạnh vừa đủ, và cái quan trọng nhất nó thể hiện cái cá tính của chúng ta để làm sao mình có thể gây được ấn tượng vừa đủ cho cái người đối diện của mình đó. Và chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Carolina Herrera, nó có tên là CH Man Privé. Đây là cái mùi hương kết hợp giữa rượu gia thuộc và độ tonka. Giới YouTuber nước ngoài luôn luôn đánh giá nó đó là bad boy leather jacket, có nghĩa là một chàng trai có thể không phải là phá vỡ mọi tiêu chuẩn, mà ở đây đó là một chàng trai của cá tính, có một cái gì đó nó hơi playboy, có một cái gì đó nó hơi sexy và vẫn có cái sự quyến rũ. Thì mình nghĩ rằng trong một không gian của rượu, trong một không gian của âm nhạc và rất là đông đúc người, có thể là chúng ta đi cùng đoàn với nhau và có một bạn gái rất là xinh đẹp, và chúng ta muốn gây một cái ấn tượng nào đó, nó giống như cái cách mở nắp của cái chai nước hoa này. Nếu như chúng ta muốn có một cái sự phá cách đó, thì chai nước hoa nào có thể giúp chúng ta tự tin trong phong cách gây ấn tượng với cô gái đi cùng đoàn, thì CH Man Privé mình nghĩ là một trong những cái mùi hương các anh em có thể tham khảo đó, ở vị trí đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là một sản phẩm của nhà Montblanc, nó có tên là Montblanc Ledger. Một cái mùi hương có thể là không phải là quá là có thể gọi là xuất sắc của nhà Montblanc, thế nhưng nếu như các anh em thích một cái mùi hương tạo nên một cái sự bí ẩn đó, nam tính và bí ẩn trong một không gian bar, thì Montblanc Ledger chính là cái mùi hương như thế. Các anh em còn nên tham khảo nếu như mà chúng ta thường xuyên đi ngồi ở trong cái không gian của âm nhạc, của rượu và của các cô gái xinh đẹp, thì Montblanc Ledger là cái mùi hương các anh em có thể tham khảo. Tiếp theo nữa đó là Yves Saint Laurent La Nuit Longue. Như mình vẫn nói thì không phải là cái mùi hương đậm đã là tốt và mùi hương thoang thoảng thì đã là tệ. Và La Nuit Longue, người đàn ông của bóng đêm, luôn luôn là một cái mùi hương cực kỳ thích hợp để dành cho cái không gian của bar. Đôi khi chúng ta không cần được một cái mùi hương nó quá là mạnh bạo mà chỉ cần thoang thoảng. Thế nhưng kết hợp cùng với phong cách phù hợp của chúng ta, nếu như xịt La Nuit Longue đó một chút gì đó lãng tử, một chút gì đó sexy, thì đây chính xác là cái vũ khí mà các anh em có thể tận dụng để gây ấn tượng. Tiếp theo nữa đó là Halloween Man X, rượu, cà phê và một chút ngọt của đậu tonka. Một chút gai góc vừa đủ, một chút cá tính vừa đủ. Và mình tin rằng trong một không gian khá là đông đúc người, cái mùi hương nào có thể giúp chúng ta tạo nên một cái ấn tượng so với phần còn lại, Halloween Man X chính xác cái mùi hương như thế, các anh em có thể tham khảo. Và cuối cùng, nếu như các anh em hay xem James Bond 007, anh ta bước vào quán bar và luôn luôn có một cái phong thái điềm đạm, trầm tính. Chúng ta ngồi một góc, một tay là một ly rượu Chivas và một tay là một điếu xì gà La Habana, và cái mùi hương nào nó hợp với phong cách đó. Chúng ta ngồi một góc và gần như là có một cái gì đó rất rất là quý ông lịch lãm, Bentley Intense, chính xác là Bentley Intense, không một chai nước hoa nào mình nghĩ là có thể hợp hơn cái trong cái một cái phong thái như thế, bởi vì đây luôn luôn được coi là 007 của nước hoa. Các anh em nếu mà chúng ta đi bar và chúng ta không thích là quá xô bồ, mà chúng ta thích chọn một cái bàn ngồi riêng, một phong thái điềm đạm và nam tính, thì Bentley Intense chính xác là cái mùi hương phù hợp với phong cách đó. Đó là 5 chai nước hoa mình muốn giới thiệu anh em để đi bar. Còn bây giờ tiếp theo đó là 5 chai nước hoa dùng để đi club. Trong một cái môi trường club thì nó khác hơn rất là nhiều.
Nó tất nhiên là vẫn đông đúc người nhưng nó có nhiều mùi hơn, có nhạc DJ, có đèn, nói chung là có hóa rất rất một không gian rất rất là kích động, một không gian rất rất là xả stress rất là tốt. Thì cái mùi hương như thế nào chúng ta hợp để sử dụng trong môi trường đó, thì mình nghĩ rằng ngọt càng mạnh thì càng tốt đó, và ngọt ngào sexy thì là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Nhắc đến cái không gian này thì nó là Versace Eros. Thì trong video này thì mình sẽ không list ra nữa, bởi vì có quá nhiều các anh em biết cái mùi hương này rồi, thì mình nghĩ là mình không cần. Trang hoa đầu tiên, Joy Club, là cái phiên bản nâng cấp của The One. Đối với cá nhân mình đánh giá ngọt ngào hơn, nồng nàn hơn. Và tất nhiên đã ngọt ngào và nồng nàn hơn thì không có lý do gì chúng ta lại không sử dụng được đi club. Từ đó ở vị trí đầu tiên đó là của nhà Replica Joy Club. Tiếp theo nữa đó là Dizzy Fuel of Life. Chai nước hoa này có một cái đặc điểm khá đặc biệt, đó là lần đầu tiên cái khoảng thời gian đầu sử dụng chai nước hoa này thì luôn luôn là một cái trải nghiệm gì đó khá đặc biệt đối với mọi người. Bởi vì mình được nghe rất là nhiều khi mà mình nói chuyện đấy, rất nhiều anh em có thử mùi này và đều có một nhận xét chung, đó là mùi hương của chai nước hoa này khi mà mới đầu xịt thì nó không được dễ ngửi cho lắm. Thế nhưng càng về sau thì nó càng cuốn rũ, càng về sau nó càng thu hút. Và mình nghĩ rằng trong một cái không gian mà đôi khi chúng ta có các bạn gái đi cùng, thì đôi khi chúng ta có những cái một dạng kiểu touch by touch, và xích lại gần nhau kiểu như thế, thì cái mùi hương của Dizzy Fuel of Life, một chút phấn, một chút nồng nàn, một chút ngọt ngào, rất là ok. Do đó Dizzy Fuel of Life cũng là chai nước hoa tiếp theo mình muốn gợi ý cho các em. Tiếp theo nữa đó là Yves Saint Laurent Wine, một cái mùi hương kết hợp của Parc Robin Invictus, của Dior Sauvage và Versace Eros. Rất là hợp với các anh em nào tuổi teen, ok, tầm từ 21 đến 24. Và hôm nay chúng ta quyết định đi quẩy lên, xóa đi. Thì cái mùi hương nào nó phù hợp với cái phong cách của các anh em thì Yves Saint Laurent Wine. Đây là chai Eau de Parfum, chính xác là cái mùi hương như thế, các anh em có thể tham khảo. Tiếp theo nữa đó là Azzaro Wanted. Đây không phải là phiên bản Azzaro Wanted by Night mà Azzaro Wanted. Mùi hương này thực sự mà nói thì nó không phải để dành cho office, không phải để dành cho những cái sự kiện quá là lịch sự. Bởi vì ở chai nước hoa này nó có sử dụng gừng, thế nhưng mà nó không giống như kiểu Lanilome rất rất là best mùi hương dành cho đi văn phòng, mà ở đây là cái mùi hương rất là ngọt, rất rất là mạnh bạo. Và mình nghĩ rằng nó không hợp với những sự kiện một cái gì đó nó rất là lịch sự, nó rất là trao tao nhã, thì đây không phải là mùi hương phù hợp. Thế nhưng nếu như để đi những cái nơi đông người và bùng cháy thì Azzaro Wanted chính xác là cái mùi hương như thế, rất rất là mạnh, rất rất bám mùi, rất rất tốt, rất rất là tốt luôn ấy. Bám mùi chai nước hoa này thì không phải là khủng khiếp, thì không có gì để nghi ngờ gì nữa. Azzaro Wanted cũng chính là cái mùi hương mà mình muốn các anh em tham khảo. Và cuối cùng, chai nước hoa rất rất là nổi tiếng rồi, nó luôn được đánh giá là King of Club, Champion Cartier Entremé, với cái sự kết hợp của lê và vani. Đây luôn luôn được coi là King of the Club, rất rất là nồng nàn, rất rất là sexy. Các anh em nào nếu mà muốn đến chỗ đông người thì và gây ấn tượng mạnh đối với các chị em thì không còn nghi ngờ gì nữa, Entremé chính xác là cái mùi hương mình muốn giới thiệu cho anh em. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em top 5 chai nước hoa là đi club và 5 chai nước hoa là đi bar. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.